chồng ta Nguyễn Trung Trực kiên cường tranh đấu, nhiều lần ghi chiến công cùng nghĩa quân tung hoành ngang dọc. Nhìn quê nhà trong cơn hiểm nguy, nhìn dân Việt miên man đớn đau, máu trong tim nóng dâng cao, quyết ra tay giết lũ gian tà. Tài điều binh chớp nhoáng khiến quân Tây bao lần tan vỡ, hào hùng gây tiếng vang từ các nơi anh hùng quy tụ, cùng chung lòng đi theo quốc cơ. Vì quê nhà xương tan máu rơi, đã hy sinh tấm thân mình, quyết ghi tâm nhớ nước thù nhà. Tay cầm gươm điều binh nơi vùng sông nước, doanh muôn vua, liều danh muôn vua, nhặt pháo đốt tàu chiến giặc Pháp ra trường. Trong hiểm nguy lòng trai không hề nao núng, quân Việt xa khiếp uy nghe tiếng anh hùng. Nguyễn Trung Trực vì quê nhà sông pha chinh chiến, đất Kiên Giang phá tan thành giặc Pháp gian tà. Vào thời gian chống Pháp khắp quê hương lan tràn sương khói, vì dân đứng lên dùng đứng thâm không ngừng kêu gọi, hai anh hùng dân Nam khắp nơi vì quê nhà mà đi đấu tranh, xóa tan nhanh đám xâm lăng, lũ Việt san tàn phá non sông. Anh hùng nhược ngộ vô dũng địa, báo hận thâm cừu bất đãi thiên. 5 giờ sáng có dư, xin kính thưa quý vị. Ngày 24 tháng 8, đúng cái mùa và kỷ niệm di tích lịch sử của một vị anh hùng chiến đấu thắng giặc Pháp để cứu lấy nước nhà. Một vị anh hùng này bần sĩ không được phép để xin nhà nước tại đi lên trên này. Muốn tự nương ở đây để tu hành thì nhờ một vị nào để hướng, để vững chắc, để mình nương theo đó mà mình không có khiếp sợ những gì hết. Thì không ngờ là hiền thần ông đã cho cất để thượng tượng ông ở tại dưới bìa suối rừng. Nước chảy róc rách, chim vẫn kêu, không có dượng hú thôi. Thì bức tượng của ông rất quạnh quẽ, cô đơn lắm. Nhưng mà bức tượng mà, nhưng hết sức là ông sẽ hiện tượng, hết sức không tưởng tượng được. Vì một vị tái thế có nghĩa là để cứu dân cứu nước. Nôm na theo bây giờ là trên 5 giờ khuya rồi, ở tại rừng của thờ ông hiền thần Nguyễn Trung Trực. Thì bần sĩ là ai, trong đoạn rồi có nói là ai cũng là người, ở đâu cũng ở dưới đất, đầu đội trời chân đạp đất, ở đâu cũng ở tù như quý vị vậy. Nhưng bần sĩ đã có cách để giải phóng, giải quyết, phóng thích, thoát tung lưới, chứ cũng không phải là giỏi gì đâu. Xin mong anh em hiện thực hôm nay cuộc sống của mình sẽ biết mình sống bằng cách nào cho phù hợp với đấng thiêng liêng trời đất Phật và cha mẹ của chúng ta, đầu đội dây men, chứ không cần đội mão áo, không cần mang mày đái. Cái đó cũng là ngôi sao được chánh quyền được trời ban thì cái chị đó có cấp phải lãnh hội lãnh thụ như vậy. Còn mình không có thì mình không có mong quý vị, mà mình phải đeo đẳng trong có con người của mình để làm một người dân
Phật quốc ở nước Việt Nam, noi theo tất cả các vị, noi theo. Nó đứng yên đừng để nữa. Xin kính thưa quý vị và xin lỗi nhận lời có khi tắc nghẽn là lý do ở trong đây bây giờ đâu có gì chỗ nào đâu mà để tất cả các đồng đạo anh em mình để kiểm soát hay là đâu có cố vấn hay là đâu có những vị mà thừa kế tụ trì phó tụ trì rồi này cái nọ không có ai hết à. Chỉ bần sĩ sống đơn độc có một mình. Rừng này ở một hồi, đi tới rừng kia ở một hồi, núi này nhìn ngắm ở và có khắn liền trên đồi cốc liêu chỗ nơi để mà nghỉ, để mà nghỉ. Để hầu coi các vị có ban pháp tràng, có ban những gì để nhận lãnh đó mà đi bơ xuồng lê thê lẫm thảm nơi dòng suối của trần gian này. Xin kính thưa quý vị, nếu trong lời nói và từ hồi nào giờ, từ khi 20 mấy tuổi đến bây giờ 70 mấy tuổi rồi, thì nó chênh lệch không biết là bao nhiêu sự lầm lỗi nè, nói ra mà không có thơ kinh sách, không có một vị nào hướng đạo gì mình không thấy, thì trong đó nó sẽ nhầm và nó sẽ có khi cũng làm buồn hết tất cả anh em đồng đạo. Mà bây giờ cái tuổi đạo của anh em khắp miền đó, nó đã trưởng thành rồi, ngoan đạo lắm. Tất cả các vị nghe là nắm bắt được, nghe là hồi phục lại trí nhớ, hồi phục lại tâm linh, hồi phục lại dừng lại để nhịp tim nó đập quá. Mà hôm nay nhịp tim đó là trái, qua trái của Đức Phật mà quý vị đã can thiệp được, thì quý vị đừng bận tâm với cái xác thể này quá nhiều nữa. Mất đi thì mang tội với Phật đó. Phải tu thân để đắc kim thân tại thế. Con người có trái tim, thầy dịch diệt ra chứ Đức Phật không có. Đức Phật băng tắc qua, đồi núi gì Ngài cũng băng qua được hết. Dùng phép thần thông của Ngài, Ngài đi hết. Còn mình phải đi vòng quanh, thì mình phải diễn ra, mình phải khai ra, mình phải di mục ra. Như thế thì quý vị cũng thông cảm. Và anh em trong canh khuya, không khuya lắm đâu, giờ này là giờ của Đức Phật á. Từ 4 giờ trở lại đạo Đức Phật đây thành đạo, cũng nghĩa là sáng mai mọc. Nhớ lại bùi ngùi nước mắt chảy, từ phụ Thích Ca Bổn Sư Mâu Ni. Thậm chí tất cả các cô, các vị mà đem cúng trái cây đó, Phật còn nói ta đã không dùng cái này đã lâu quá rồi, ta không ăn. Một cách đại hùng chứ không có kiêu hùng đâu ạ. Kiêu hùng là kiêu mạng. Cái này đại hùng, đại lực, ngấm ngầm chịu đựng thâm sâu cao cả mà mình không thấy sự cao cả của Ngài đâu. Từ ngày có mà lìa không có. Từ son vàng điện ngọc, gót chân, bàn tay, mặt mày, đầu cổ, tất cả ở trong cung son mà bây giờ phải vùi ở rừng. Như thế thì cái sự hy sinh đó quá cao cả. Mình không tụng niệm Ngài được cái gì, nhưng mà mình phải quan tâm nhớ khi thiền quán. Thiền tâm, thiền đạo tu hành, nhớ lại từ phụ Thích Ca Phật Pháp dạy bảo ta như thế nào. Đừng nghĩ cái phái khất sĩ, Tịnh Độ tông hay là phái nào đó, mật tông rồi vậy, là không có tông nào bằng tông tổ của mình, thầy tổ của mình, chỉ một Đức Phật mà thôi. Kết luận lại, hiện tại hôm nay chúng ta phải tìm lối thoát của chính mình, đừng đi sâu nữa, đi sâu nữa quá ngấm quá sâu không lên nổi, không vượt được. Vì mùa mặt hạ không thể cho phép anh em của mình tu dễ đâu, khó lắm. Ngày xưa đó, Phật độ vị nào thì vị đó sẽ đắc đạo ngay thôi. Đó. Thì cái không khí mà Bồ Tát Thanh Sĩ có nói đó,
Đất cũng bằng vàng nữa, cây cũng bằng gì đó thì thầy cũng không nghe rõ nữa. À, vậy đó, chứ không phải như bây giờ đâu, nó ta thay đổi. Thì bây giờ mảnh đất này thay đổi trở lại thì mảnh đất của chính chúng ta ngồi đây cũng phải thay đổi rồi. Nay bệnh này, mai bệnh kia, mốt bệnh nọ để cho nó sụp, nó mất, nó tan ra tro bụi để nhận lấy miếng đất khác. Màu mỡ hơn, phù sa hơn. Thì bây giờ bần sĩ xin có đôi lời để trao đổi và nói chuyện với quý vị. Vừa rồi thì bần sĩ đã ca, kệ, ngâm, giảng, thơ, phú, thi, bài, chứ không có trao đổi cùng quý vị nhiều. Hôm nay lời nói của bần sĩ thiết tha trăm ngàn lại chúng sanh khắp toàn cầu dừng lại, nếu mình nhúng tay vô tội ác dừng lại, đừng tiến diễn nữa, khổ tới lắm đó. Hãy mình gieo thì mình trả đó. Còn cái cuộc mà chiến đấu thì mặc kệ người ta, mình tu. Nhưng mà cái đạo phái Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức Phật Thầy và Đức Thầy, cái đạo phái gì nặng ơn đất nước. Trước nhất tiên chinh đồng bào, tổ tiên mới tam bảo đó. Thì nó tham gia để có nung đúc tinh thần người dân Việt Nam của mình phải cố nhớ quê hương, cố nhớ nguồn cội, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mảnh đất mà mình đã chôn cái nhau cắt rúng của mình nơi đó. Nó vẫn còn mãi mãi. Đừng có gì cái gì hết mà sẽ phế bỏ, uổng lắm. Cha mẹ mình cũng tạo dựng ra, đừng có nghĩ qua khoa học mà mị lị cha mẹ là mang tội lắm đó. Vì âm dương phối hợp mới lập đời thượng nguyên. Chúng ta tu quốc dương, nhưng mà rồi có niệm Phật không có chứ. Vừa rồi hồi vừa qua đó thì bần sĩ cũng chỉ cho quý vị là A Di Đà có nói là 7 tiếng ta sẽ rước nhà ngư về ăn lạc xứ, ăn lạc xứ. Nhưng mà rồi ngài thấy khó, 7 tiếng quá xa, 3 tiếng. Mà 3 tiếng bây giờ ngài rút kết lại 1 tiếng. 1 tiếng đó là quý nhất trên đời. Đó. Nói về ngoài đời, vì bần sĩ còn ở đời mà, chứ đâu phải ở trong chùa đâu, mà mình nói tiếng Phạm. Một câu niệm Phật đó rất độc đáo, rất độc chiêu. Thầy xin lỗi nói hai câu đó, tuyệt vời. Nếu mình niệm được đó thì ngày kia đó, trong sách gì đó thì Kỳ Vân có nói là độc đáo. Thầy nói đừng nói câu đó. Nhưng bây giờ thầy triết mục ở đây phải nói câu đó, là đưa danh dự của một tiếng niệm Phật lên, chứ không phải là thầy phạm vào lý do. Xin tất cả các vị bà con xa gần và ở quanh ta, gần ta, hoan hỷ từ bi, thầy xin sám hối. Mỗi khi đó tất cả Phật tử anh em của mình và bần sĩ có lầm lỗi, sĩ xin sám hối, thì quý vị tưởng xin sám hối đó là hết sao? Sớm chiều nào giờ nào cũng trực tiếp nhìn nhận cái sai trái của mình để sửa đổi, đó là sám hối. Và mình phải gần gũi các đấng, mình lúc nào cũng niệm mà cầu xin các đấng các ngài hoan hỷ cho con, làm lại cuộc đời con không làm vậy nữa. Đó là sám hối, chứ không phải nói con xin sám hối rồi thôi, hoặc là con lại chùa để cùng đồng đạo, hay là đạo chúng, hay là các vị tăng ni gì đó để tụng kinh, đó là hết. Không phải, mà từng hơi thở sám hối, từng ăn uống sám hối, từng nói năng sám hối, từng cử chỉ hành động của mình, đừng tiêu biểu quá không tốt, và đừng trù phủ quá không tốt, đừng để tổn hoại thân của người mình, không mập không ốm, không già không trẻ, không có gì hết. Cho nên cái câu sám hối lớn lắm, mà nặng lắm, mà vai mình mang, đầu mình cõng đó mãi mãi. Thì mình mãi mãi có sám hối rồi thì khỏi đi sám hối với mọi người, vì cái sám hối đó là mình nhận được mình đã sai, mình đã trật. Mà bây giờ mình đã nhận rồi thì cái bài sám hối nó sẽ ở vào trong tâm tánh và tâm linh của chúng ta.
nó ở vào cái địa phận ngân hàng Tây Phương Cực Lạc của chúng ta, chứ nó không ở ngoài. Thì chúng ta lấy cái đó hằng giờ, hằng ngày mà không xin lỗi ai hết, mà không sám hối. Có lắm khi đứa con mà mẹ, cha phải xin lỗi là đứa con, lỗi gì? Phải truy nguyên ra. Không mình xin lỗi à, đó thấy chưa? Thấy mình thất bại chưa? Người tu quá cao thượng, vượt mấy tầng mà hạ xuống thế này để xin lỗi. Và nói gia đình thôi, rồi nói về tình đồng đạo, xin lỗi đồng đạo, lỗi gì? Nói, phải đọc ra một cái tờ đơn để phát biểu lên coi có những người tôi sẽ lỗi với cái vị này như thế nào, chứ không phải xin lỗi không. Thì mình tu thấy hết chưa, ấn chưa? Vì với con không xin lỗi, mà phải nói cho con nghe, cái gì mình độc mộc quá, mình nạt nó, mình cướp quyền của nó, mình làm, mình là người mẹ mà, cha mà, mình hơn đó. Thì bây giờ mình muốn vui, mình muốn nói lợi cho con mình nghe, bày ra một cái gì ăn uống và uống nước hoặc gì, cái mình vui, mình cười là con, nay mẹ cũng 60-70, cái từng lượng của con người nó đi đến, nay nó cũng hao hụt bớt. Có lắm khi đó, thì mẹ phát sóng ra nói hừ lớn tiếng quá, chúng con đừng học cái đó. Chịu đựng đi con, chấp nhận cái tiếng nói của mẹ đi, để đền ơn trả khi mẹ mang con. Không xin lỗi mà nói gì vậy. Còn cha gánh gồng nặng nhọc về thì nó sẽ sanh ra cực quá mà con. Thì về thấy đứa con hay là nó về nó còn chọc ghẹo mình, nét nó một tiếng lớn quá đội cũng được. Nhưng mà giới Phật không được, vì pháp giới chúng sanh mới tề thành Phật đạo. Tu cho kỹ, tu làm sao kỹ, dọn phòng cho đẹp phải không, thờ bằng thờ lộng lẫy phải không, cất nhà cho sang phải không, đi chùa bằng xe du lịch, xe Ford Vi Kỳ hồi xưa, nói là Ford Vi Kỳ đó, Mercedes đâu đó hồi xưa, không phải vậy. Mà tu kỹ là có nghĩa là một dêm nhỏ chúng ta cũng không gây ra. Cho nên Đức Phật nói một con rắn nhỏ cũng phải sợ nó kết mạng, một đốm lửa hồng nhỏ nó cũng sẽ hủy thiêu hết cả khu rừng. Ông vua phải bái tạ rồi, mấy con nhớ đi, lưu tâm nhớ đi, là như vậy. Thì mình đừng quan liêu với sự tu của mình. Tu cực, tu khó, tu có chứ không phải không có đâu, tu thành chứ không phải không thành đâu. Vì mình cũng có dài công, cho nên kết quả, kết có nghĩa là mình gặt hái trái quả đó tròn, dạng tốt, đẹp, đem bán, chưng cúng Phật, đó là kết quả rồi đó. Đó là tốt cùng mình hái được trái quả đó rồi, rồi thành cái công. Mình mướn, cha mẹ mình chết mình đi mướn, phải không? Từ hôm, từ ngày nay nè, một ngày với một đêm thì 5 triệu một ngọ, 2 ngọ, 3 ngọ. Phật nói chỉ một ngọ trưa ăn cơm thôi. Phật đi dùng cơm ở tại rừng linh thú, hoặc là ở tịnh xá, hoặc là ở gốc cây nào mà tất cả các vị đi khất thực. Ngọ là trưa, có một, không có tụng kinh có ngọ gì. Nhưng nói đây không phải là bần sĩ, là một người điên mà, rồi điếc nữa, rồi mờ mù nữa, không thấy rõ cái gì đâu. Để đem ra tạc, để biêu những chùa không đó, bình luận chứ chưa kết luận được, chứ không phải một ngôi chùa vậy đâu. Y như vậy đâu, không có đâu. Các vị thiền sư bây giờ gần đắc đạo về cảnh Tây Phương, Đức A-di-đà, hoặc là các ngài ở trong giới luật của mười phương chư Phật sắp đem đi, sắp di đi, nhưng mà còn một chút nghiệp phải nằm đó chịu thở, chịu tai biến, chịu không nói được, chịu này kia, nhưng lý trí bộ não của các ngài đã vô cùng tuyệt vời. Cái lúc mà các vị thiền sư nằm đó là lúc đó là tịnh diệt tu hành để trở về Tây Phương Cực Lạc đâu quý vị. Chờ giờ đi, ta lại cái bến xe tây chờ,
ta chờ vé máy bay, ta chờ xe đi Huế, đó là đi Hà Nội chứ không phải thăm thượng. Đừng thấy tôi đứng đó mà đứng chơi, đứng có lý do. Các vị bệnh mà biết tu hành mà cao tăng trưởng đạo chờ giờ để bay đó quý vị, đâu phải dễ gì bỏ cái sắc thân. Nghe cho rõ, tu cho kỹ. Ở nhà mình nè, mà mình muốn bỏ miếng rác đó, rồi mình làm cách nào? Mình đào hố, đây trước mắt của con nè, mình đổ cái rác hôi thối nó xa giờ dưới, nó cách khoảng cả nửa cây số, lấp từ từ lại, đó là để cho nó trong cái vùng hôi thối đó. Còn cái nào nó không hôi thối, nó sẽ trở lại làm phần cây, lá cây nuôi lợi cái cây. Có thân, tu thân giúp cho thân được thân kim sắc tướng hảo quang minh. Như thế thì mình tu đó, mình phải không ở không đâu. Lượng bằng trí nè. Lượng là có nghĩa là lựa đó, chọn đó, đó. Lượng Phật có nghĩa là hỏi. Đức Quỳnh giáo chủ, thầy của chúng ta, sư phụ của mình đó, nói như thế này nè. Mình muốn theo đạo đó, theo Phật giáo phải tầm cái lý hỏi làm sao ta phải tu hành. Hỏi mình tu như vậy? Ở trong này trả lời, con một dũng bụt, tu để giải bỏ. Con một đống rác, tu để thiêu hủy. Đường vào nhà con đó, xàm đàm ma quái, ha, xì ke ma tí nó cứ tới hoài, con rào lại. Tu để rào, tu để niệm Phật, để tống bô, tống khứ, tất cả có đi hết. Và sự dục vọng của con ngồi đấy, có con nhớ chuyện kia, con phát ứng khẩu là không nên, lạc đạo rồi đó. Bình, bình tĩnh. Bây giờ bần sĩ nói một câu, bình định là, rồi nói về đời, bình quân mới thắng trận, đánh hoài không thắng, phải dừng lại. Phải dừng lại ở đâu? Dừng chỗ nào? Để thủ trưởng lật la bàn bản đồ ra, hoặc là lật cái gì đó, cái giấy tờ mà mình đã biết được nắm ở chỗ nào đó, và mình đánh hoài chỗ này, bây giờ đánh chỗ khác, mở đường rút quân chỗ khác, đánh ở đây mà rút chỗ khác, đánh không đợi mình. Còn này không có đâu, cứ ập mà nói chiều nay là đánh tới là nó dứt hết. Rồi buổi chiều nay mình sẽ trở cờ chỗ khác. Mình tu mà ở nhà mình, vợ con mình, chồng mình, tất cả thân bằng quyến thuộc, giả sử cha mẹ mà cũng mà lợi dụng con, không cho con rỗi rảnh để tu cái thân nó, tù nghiệp quá, nó mần cực khổ. Còn cái đứa ăn chơi nó không tu thân, nó lầy lội đó, thì xô đứa đó vô biển đi. Bắt cái đứa mà nó mần cực khổ này, nó nuôi lại cái thân của cái đứa sung sướng đó. Nó mày thiếu nợ không? Không có thiếu nợ. Tại cha mẹ cho mình phải ăn theo cái đó cho mình. Mình có đại hùng, đại lực, đại từ bi, mình có trí tuệ, mình phóng quang thấy nó là quỷ ma chứ không phải là con, nó báo mình đó. Thì mình sẽ làm bằng cách nào để mình an tâm tu chứ. Đi đường mà bị người ta cản cây thì xuống gẹp cây để đi qua chứ, để gì bước qua cái nó té. Tại mình. Ngày hôm nay soạn thảo là tất cả quý vị, bài bổn ở trong ta có, bổn lai viện mục trong ta có, bổn phận ta có, bổn chánh ta có. Thấy chưa? Thì bất quá là ta bày đặt cái này cái nọ, ta nói ta khơi lên, còn mình nắm cái bổn chánh rồi, bổn lai rồi, bổn phận rồi, không lai chuyện, cứ tu tỉnh bơ mắc mớ gì mình phải la lên, phải nhắc họ, không nhắc họ nữa. Người bạn nào thân thương của mình, xin kính thưa quý vị đạo tâm ban tín đồ Phật giáo, người nào mà bần sĩ không được tỏ tay lắm đâu, nói tưởng người ta cũng lãng như mình vậy, nhưng mà vô tình không phải vậy, cho nên lời nói hơi lớn, lớn tiếng đó quý vị. Cuộc sống bình bồng không hay, cuộc sống không có gốc rễ, linh linh mặt biển không hay, nó muốn trôi dạt chỗ nào nó trôi, còn tu cũng vậy không biết. Không biết sao tu được. Tu là tập, tu là luyện, trao luyện chứ không phải luyện.
không phải luyện tà hú quỷ đem ma, mà phải trao luyện tất cả bác sĩ ở Việt Nam mình, nếu đi tu tập 8 năm ở bên nước ngoài để tu nghiệp lại. Xe của mình hư, có garage đại tu, đừng có thấy người ta mang mỏ lết hay là đồ sửa xe ở ngoài rẻ quá, sửa cái này có 300, vô trong kia nó ăn tới 3 triệu rồi. Ở ngoài sửa đi, rồi thấy. Tu phải có thầy, phải có đại đức, có chùa, có thiền sư, có các vị để cố vấn, để hướng đạo, dẫn đạo và dạy đạo. Chứ không phải muốn tu đâu tu. Sự uy nghiêm của tất cả quý vị ở gia, ở tại nhà, nhưng hơn ở chùa mới lạ chứ. Thấy không? Đổi lời. Dám đổi không? Dám. Vì mình có đại hùng đại lực, mình có Phật lực, Nam Mô Phật lực quay, Nam Mô Phật lực hộ. Cái quay nghi, hạnh tốt, chân thiện mỹ nó đã xuất hiện. Mình ở nhà mình đào tạo mảnh đất, đào tạo cái nhà của mình, đào tạo sẽ ra hết. Hơn mình đi ra chợ đó, mình bán mà mình cách đi của mình đó, mình thấy được á, bữa nay mình đi mà nó mát quá, nó vui quá, rồi da thịt mình bữa nay sao nó không có lộn xộn, nó hiền rồi. Rồi mình ra đó nha, mình đi một đoạn đường thôi, cái mình thấy đây là bình luận một vị tu hành mà bước chân ra khỏi chùa, hoặc là họ đi đâu không biết nữa. Đi khất thực hay là hành khất hay cái gì không biết nữa, nhưng mà nhìn cái lối đi của họ có hực người, họ giả y như Phật vậy, họ không dám đâu. Nhưng mà họ về họ cởi áo, họ cất bát rồi thì hầm ba lần sắn câu, đó Phật bay đâu mất tiêu rồi. Phải chi họ đi như vậy, họ mang Phật ôm bác, họ về để bác nhẹ, họ ngồi xuống đó, cuộc sống của họ gần Phật thiết tha cho đến ngày con thành đạo, con không lai chuyển đâu. Và con không muốn như thế này, những cái pháp của ngài phải đi khất thực. Nhiều ít ăn có gì không sao hết, đó về thất am thiền của mình để mình tu tiếp. Con này không có đâu. Xong rồi về rồi xả láng sáng về sớm. Đây là bình luận có như thế, chứ chưa dám kết luận đó là ai. Vì các ngài, các sư, các thầy thì hơn tất cả chúng con, hơn tất cả bần sĩ, hơn hết. Nhưng bây giờ sau này cuộc chiến đấu và cuộc thi cử kỳ này phải đổi lại. Phải cư sĩ tại gia phải hơn tu sĩ ở chùa, hơn là những cái cấp mà lèn èn mượn đạo tạo đời, ẩn dương nương Phật đó quý vị. Hơn mình đi kiếm tiền để sống, gạo muối cho giúp anh em bà con, cha mẹ, con cái, gia đình của mình. Còn họ ẩn dương đó, họ chờ kiếm đồng tiền đó để họ tiêu hủy với cái bản thân của họ, ý muốn của họ. Thì mình là người ngu sao cứ đem mà đó. Phật không có bắt tội bắt lỗi đâu. Con nói để mang tội, nhắc tới chùa nói này kia nọ mang tội, không có đâu. Cái chùa đổi lại là cái địa ngục, mà địa ngục đổi lại thiên đàng, có nghĩa là ở tù bao năm tháng đó. Cái người vô tù là người giác ngộ rồi quý vị. Nếu còn cái chứng tật thì ra đã chết, còn không họ đã giác ngộ. Vô nhốt trong đó rồi là vô cái tỉnh thất tham thiền rồi đó quý vị, họ sẽ đắc đạo. Đổi lại ngôi chùa sẽ biến thành địa ngục, sung sướng quá. Phật to, Phật lớn, phải đem Bồ Tát cao thì cao mấy từng sanh, không có cao. Bồ Tát đứng đây nè, ngồi đây nè. Sao? Như thế thì bần sĩ có lỗi với quý vị là nói lớn tiếng. Chứ không có chi phái, phái này, phái kia, phái nọ. Không có ai phái mình được, không có đeo lòng phái của ai hết. Mà không có khoái lạc, chỉ mong sông diệt thế, được về nơi cực lạc, khoái tinh di của Đức Phật đón đưa. Mình làm phước tu đi có dư,
có rất thừa. Về chỗ Phật thấy sống chưa ngày mừng rỡ. Chứ bằng sĩ không có đâu, nơi này rồi nhớ. Dùng ánh yêu thương chiêu trớ để kiếm tầm. Trước mắt trời có bộ máy ghi âm, không có lọt mài lông đâu đồng đau. Điểm thanh tịnh mình đừng giả mạo. Mình nằm xuống ngủ khi rồi mình đi tạo tội mang. Lúc nào cũng nghĩ Tây Phan, nghĩ là Đức Phật không dơ gian gần mình. Lúc nào mình cũng đẹp, cũng tốt, cũng xinh xinh. Học mi trò của Đấng Phật linh đại đàng cho xứng đáng. Đừng có cầu an gia nội. Chính mình làm, mình hành trì, mình giúp đỡ được nhàn rỗi đó thôi. Chúng sanh cứ thấy bận tội mà cho là quý tốt, than ôi quá khùng. Khùng như vậy đó. Trống nó đánh đùng đùng ở trong cái dạ. Thì còn cầu nguyện ai? Cầu nguyện Phật trời đại ân xá cho con. Về đi tất cả bà con đừng cầu lại nữa, không còn ai cho. Vì mình nấu cơm á, mình ăn, mình mở nó. Mình làm mới có, mình lo tu mới thành. Đâu ai để giật mới dành. Các bạn anh em đồng đạo đừng có sợ, nghe quá rành thi thơ. Mình tu niệm đâu có ngồi trơ trơ để chờ hưởng. Mà dù mình có cao đi nữa, mình làm huynh trưởng cũng đừng có khoe. Nay mai sửa tới đi nè, không ngờ mình lại để về làm sao. Ráng chu đáo, đừng có đem tài cáo lỗi lạc. Để trình bày, để múa hát như con công. Ráng tu đại nguyện với lòng, con hy sinh tu tịnh thì nghiệp trong không còn. Tu đi đạo, tu đi con, tu đi ông bà cô bác. Để ngày mai này tựa bóng mát từ bi. Suối trần ta dẫm vậy thì, sông buồn trần trượt ta lội đi nhiều đời. Nay tỉnh dậy chúng con ơi tập lại. Ngồi ở đâu, cột cung bái ở bên trong. Chùa am ta cất trong lòng. Không gian không rộng rồi không đồng không ở đó. Nhìn thử coi, chùa trong lòng không bự không to. Coi chùa làm bảo chứng, làm một cái kho bảo tàng cho chúng con tu đó, khỏi bị cớ hàng. Ta có chùa có tỉnh thất rõ ràng trong ta. Lại còn có Bồ Tát Phật Bà cho bình dương liễu, rồi cho nước mà đầy hồ. Như thế đó mình không đắp tô cho vẹn. Để hỏi mi rồng mình hổ thẹn nghe chưa. Có chết rồi linh hồn cũng phải tà tưa ra cho bụi thải thừa ra bài két. Mình muốn tu hành theo Phật Ngài giải thoát thì bãi bỏ đi người để tu tình cho mau. Thấy mình đang ở đề lao, làm sao phóng thích cho mau mình về. Chứ không phải tu tỉnh rồi mình tu mê. Tu mà đợi người khen tặng rồi mang nặng nề hay chưa. Mình một mình không thớt, không thưa, không chiều, không sáng, rượu không buổi, ban trưa, tối ầm. Cái tâm của mình đó, mình âm thầm chịu đựng.
ở trong trí nó rọi rồi đó quý con, sáng ngời không có định việc gì đâu. Tâm mình như thế, đài lâu còn trí mình như thế, quả châu rồi rồi tỉnh đi đạo, để sống coi đời quân thường. Cõi ai còn, rồi ai đã mượn, ai đã dây, coi ông khùng nói đạo, ông ấy là ai, sau này kết cuộc mới biết ai là khùng. Ráng cố tu đi, dù cho sấm nổ đùng đùng, sông thần hay nước chảy trùng trùng bị trôi, mình tu cơ bệnh gốc bồ đề rồi, có trôi ra biển rồi thôi cũng đành, không sao đâu. Trôi sắc xấu đó, sắc già đó, cái sắc mục mẹt đó, chứ nào đâu có trôi được tâm thanh. Con ở tu tịnh thầy đọc quá rành chân như, nếu không hiểu được đó con hư tại đó. Mà đạo không có thầy thì đạo ngó ở đâu? Đời có mua mẹo kế sau, họ làm bia cho mình nhìn nhận rồi đâu xa rồi. Đó quý vị, nếu mà đi đường đó, xe, cộ, đi bộ, đi tàu, nếu không có bản đồ làm sao mình thấy đường để biết bao nhiêu cây số, và tơ chỗ nào rồi bộc lộ hay chưa? Không đời chữ mắng sớm trưa, làm sao ta đắc đạo nhờ họ đưa ta về. Cố gắng đi con, mã đáo danh đề, dừng cương trở lại. Đừng có làm hề thế gian, chiều cười tối tích tịch tình tan, canh khuya mình nằm dọc nằm ngang một mình, tắt hơi thở rồi cầu xin gì nữa. Linh hồn mình rơi xuống biển lửa kia cả. Mình tụng kinh niệm Phật hơ hà. Tụng cho có chứ đấy là đâu có có. Nếu mình khôn ngoan biết mình sẵn thọ thì bỏ thói ngày nào hiểu rõ ngày nay. Đổi rồi ba tánh gái trai, đổi đêm đổi tháng đổi ngày, tình chưa đổi trời đất mây mưa dùng về, đổi sống thần nó đẩy sập hết nhà, đổi gia môn đổi lại tề gia, đổi non nước đổi lụa là châu bao, đổi rồi trò không phải thầy Tào Tháo, thì kể cho trò người đau được nghe. Đổi rồi đừng để chữ ve, thằng ôi ta quá sợ rồi, ta sợ e lỗi lầm. Đổi rồi con mất cái chân tâm, con xa Bồ Tát, con lỗi lầm với ai. Đổi rồi con tiền của lỡ giới, bây giờ biết được rút cẳng ngay về miền, có mà sống thôi, để ăn uống để tu tiên, đừng sanh ra đạo thật đồ làm phiền người chi. Tay thì chấp, miệng thì niệm mâu ni, tâm mình cứ liếc đạo rồi nghĩ của thai, phải hơn người mới được. Hơn làm chi ở chốn trần ai, hơn làm sao ta về được Phật Như Lai Cổ Đàm, hơn làm sao ta về đất Phật ta làm. Ở Tây Phương ta nhổ cỏ nè, ta làm hàng rào cũng được y. Đẹp thân, đẹp tánh, đẹp thì nhẹ nhàng bay phóng trở đi về trời. Ráng đi mực phương chứ Phật mực phương ơi, phương nào cũng có Phật hằng hà siết chi, chứ bây giờ trần lỗi việc gì thì nghe kinh kệ tu đi hết liền. Có lầm lỗi ráng siêng, ráng sẵn. Có tội nhiều, ráng cố gắng mà tu.
như cái chỗ viết nhà nó cứng nè, nó tốt nè, rác có âm u, để mấy phát quét nó ra sạch sẽ. Mượn cái chổi cũng như mình mượn đời Phật nhé, để niệm cho nhiều rồi sạch sẽ ở bên trong. Niệm đi biết tổ biết tông, biết thương tất cả đạo đồng như ta. Niệm đi đạo, niệm Maha Bồ Tát, niệm đi trò để đóng rác bẩn tội. Niệm cho xa cho văn mất than ôi, đừng trụ quẩn lâu ngày hôi thôi. Giờ bần sĩ nói đây là dẫn đường chỉ lối, nếu anh em nào rồi xóm tối hồi quy. Ngồi nằm đứng đây cùng đi, lúc nào ta cũng muốn ta di về miền. Đừng ở đây, ở chung với đồ dại, đồ điếc, đồ điên, cái thứ mê tiền hư hỏng bá gia. Về đi đừng ở quỷ cùng ma, sáng nói lời thật, chiều nói ra lời ta. Thấy chưa? Ma với quỷ ở trong nhà ta đó là chồng con, là cháu bố cả đường. Thấy chưa? Mình ở toàn dơ cảnh bất lương. Thôi ta ra khỏi cái mương trần đời. Đi đi quý vị, đi bằng tâm linh tư tưởng, đi phỉ trí tan bọng, chứ không phải biểu mấy trò phần. Đi bằng gió về lại bằng giống, mình còn xác thể, mình có đức ông đức thầy chứng cho mình sự say mau gấp, đặng chuyển phong ba gió tấp khỏi trôi. Kêu thầy ơi, con đang đứng trên đồi, hay là con đang ở bãi cỏ, hay sông ngồi nước chai. Kêu Đức Quỳnh ơi, giáo chủ ơi, độ cho con qua hại. Con tin tưởng Đức Ngài, ôi hãy cao sang. Ngài ơi, đổ hết cả nhà, xin Ngài độ giúp kẻ nam gia thành hiền. Đó, mình kêu như vậy, kêu mãi liền liền, kêu ở trung tâm, trong tánh nối liền chân như. Mình kêu ở ngoài miêu mép bị hư, kêu mà lợi dụng của người trong tay. Đừng kêu nữa, đừng dai mượn nữa. Trời ở trên đã mở cửa rồi, còn Phật Di Đà đã đứng chờ sẵn con ơi. Ai nhẹ nhẹ thầy băng qua rước đào. Thầy A Di Đà đâu sốc đâu sao, xưa kia bỏ vô chùa để vào chùa. Thì ngay bây giờ mình cũng tâm tánh giả bùng tua, theo Đức Phật để tu hành cho đắc đạo. Đêm thanh tịnh giờ này ta dạo, dạo trong mây, dạo thơ phú của trời. Ta sống ở hồng trần này khổ sở đầy giới, kẻ kiêu mạn người thời khinh bì. Còn đồng đạo không có chí, cố chấp, ganh hèn ghét ngõ để giật giành. Tại sao giật làm chi mà ta không có làm lành? Ta có xé nát ra thì cũng như mảnh giấy vậy. Thầy bảo trò mau đi chống gậy, đi trên đoạn đường dài mình thấy tợ như ông. Về đi lý đạo không không, không có gì mà nặng nhẹ rồi không có gì. Đừng chen lấn rồi sánh bị uổng kiếp. Bước chân phàm làm sao mình đi kịp với bậc thiên nhân. Hỏi lại trò tâm dạ bâng phân, còn người ta nhẹ ta phổi trần như phổi cát. Tỉnh đi con, tỉnh đi trò, tỉnh đi cô bác. Ta thương người biết giải thoát đông sông. Thương người đạo chí dài công, thì đâu có thương kẻ mình mong điên khùng. Ta thương đây là thương anh hùng bia tạc, nào có thương người mục mạc khen chê. Ta thương đây một chút ta đem về thương những bậc nặng nề siêu thoát.
buổi muốn hạ lo thú giải thoát, buổi không cùng đau xót giúp nhau. Ta thương mắt lệ mới trao, miệng này mới nói rồi kêu gào đó đây. Thương những bực sửa xây tu niệm, thương những người đi kiếm ân sư, thương làm sao giữ vẹn tròn người không hư hoài, vẫn vui tư nằm nhiệt. Thì thương những bậc tu hành lễ biết, sáng như trăng rằm kia, rồi người biết được hay không. Đã tu không kẻ minh mông, không thương những kẻ lòng đồng nghe trò. Thương những bậc đó nằm có đòi hưởng, thương không? Dù ta có làm huynh trưởng chỗ này, cũng đem xô ở dưới bùn lầy. Thương những bậc trọng thầy kính bàn, thương những ai loài người có hạn, biết sinh lỡ mình rồi biết kết bạn hiền tu. Thương người sửa đạo được nhu, đừng đi cũng vậy công phu không rời. Thương những bậc biết ở đời tốt đẹp, rộng bao la không hẹp như đời. Nói ra một tiếng chắc chắn chứ không nói ơi. Thương bậc đó ta đem thời về Tây Phương Cực Lạc. Ta rủ đi chứ cùng ta để đục mát, về dòng suối trên trời mình rồi thì không tạc gió mưa phong. Rủ người có một tấm lòng, cùng ta lên đò chót giữa đực ông chèo về. Thôi xin kính chúc hết quý vị đừng có mê, tỉnh tuồng để thấy là nó kề thân ta. Đó là cửa miệng vậy mà, muốn nói quỷ lại nói mà mặc tình. Nhưng nó ở đâu vậy thầy? Nó ở trong tâm, trong tánh, trong cái ao bùn sình. Mình làm sao siêu rồi, rồi mình mới trọn đức tin về thầy. Thôi chúng có uy tịnh nghĩ nha, thầy hứa sẽ đắp sẽ xây, dù một quốc gia cũng đỡ trong bùn lầy con đi. Nam mô đại đức từ bi, hộ cho ba tánh được gì bỏ phàm. Nam mô Di Đà Phật. Thầy xin kính chúc lành tất cả đoàn Phật tử anh em của mình, đồng đạo phái Bụ Sơn Kỳ Hương, cùng là tất cả tôn giáo nào cũng vậy, cũng anh em ruột, anh em cốt nhục của mình.